Chào mừng các con đến với giờ học mỹ thuật hôm nay. Các con cùng chuẩn bị đồ dùng ra để cô trò mình cùng đến với bài học nhé. Ở tiết 1 chúng ta đã cùng tìm hiểu về các bộ phận của con người, vậy các con hãy cho biết được bề ngoài con người có những bộ phận chính nào. Như vậy, bề ngoài con người gồm có các bộ phận chính: đầu, mình, tay và chân. Khi con người hoạt động, các bộ phận sẽ thay đổi để phù hợp với các dáng hoạt động. Con hãy cho biết những dáng người mà con vẽ được trong tiết 1. Cảm ơn các con. Từ kho hình ảnh chúng ta sẽ cùng xây dựng một bức tranh các con nhé. Cô mời các con cùng xem một clip hướng dẫn sau. Các con hãy cùng lấy những hình ảnh mà chúng ta đã xây dựng từ tiết 1 ra nhé. Nếu ai chưa tô màu thì các con có thể tô màu và cắt rời ra. Chúng mình sẽ lựa chọn nội dung để làm nhé. Ví dụ ở đây cô chọn nội dung là các bạn đang chơi nhảy dây trong sân trường. Cô sẽ lựa chọn dáng người trong kho hình ảnh, tạo không gian cho sản phẩm. Sắp xếp các hình ảnh sao cho phù hợp, sau đó chúng ta sẽ dán lại. Cuối cùng chúng ta tô màu kín hình nhé. Ngoài cách xây dựng bức tranh 2D thì các con có thể tạo bối cảnh 3D các con ạ. Cô mời các con cùng quan sát. Chúng ta có thể dùng que hoặc giấy A4 hoặc bìa cứng một chút, tạo cho nhân vật đứng.
Và bây giờ cô mời các con cùng quan sát bài của một số bạn học sinh lớp trước. Khi xem xong video, cô tin rằng các con đã có ý tưởng cho mình rồi đúng không? Chúng ta cùng đến với hoạt động 3, luyện tập sáng tạo tạo một bức tranh từ kho hình ảnh của tiết 1. Sau khi thực hành xong, các con hãy giới thiệu tranh cho người thân của mình theo cách xây dựng cốt truyện nhé. Giờ sau là tiết chấm bài, các con sẽ giới thiệu sản phẩm theo câu chuyện. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các con sẽ có những sản phẩm đẹp. Xin chào và tạm biệt các con.